Dạ vâng, và hiện giờ nếu như không còn ai vui vẻ nữa, em mời anh chị mình hướng mắt về điểm xuất phát giúp em nha. Cho chương trình đua heo của chúng ta chỉ diễn ra tầm 10 đến 15 giây thôi. Nếu quý vị khán giả nào mình đang ngồi, mình có thể đứng lên để hướng mắt về điểm xuất phát giúp em ạ. À. Nên em ngồi ẩm nè, em ngồi coi heo nè. Rồi, chuẩn bị nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Heo hả? Xin chúc mừng vận động viên số 1 là vận động viên về đích đầu tiên ngày hôm nay ạ. Chị vâng, và hiện chị khán giả nào đang giữ số 1 thì có thể di chuyển lại bàn bán vé nhận một phần quà lưu niệm giúp em nha. Một phần quà ở đây là một chú heo đất cực kỳ thông minh ạ. Chị vâng, thông minh ở chỗ là chị biết ăn từ chứ không biết ăn bất cứ thứ gì khác đâu ạ. Chị vâng, chương trình đua heo vừa rồi cũng đã khép lại, thì những tấm lá vé vừa rồi trên tay quý vị khán giả sẽ không còn có giá trị nữa. Một lần nữa em xin nhắc lại những tấm lá vé quý vị khán giả sẽ không còn có giá trị nữa nha.